xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và các bạn ơi, hôm nay mình đã kết hợp khủng long lại với nhau các bạn ạ. Không biết hôm nay mình sẽ kết hợp được những chú khủng long gì thì các bạn cùng đón chờ xem hết video. Và đừng quên cho mình xin một like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Rồi, bây giờ clip sẽ đi vào kết hợp khủng long thôi. Ok các bạn ơi, mình đã vào trong game. Và trước mặt chúng ta này, wow, vẫn có hai đội hình các bạn ạ. Một đội hình màu đỏ và một đội hình màu xanh các bạn ơi. Đội hình màu đỏ là của bên mình, nhìn này các bạn ơi. Wow, có ba người cầm cái giáo này các bạn ơi, ở đằng sau đội hình của bên mình ấy. Và một chú khủng long màu đỏ to đùng luôn. Và lắm chú khủng long nhỏ ti ti màu xanh các bạn ạ. Bên kia thì có một chú khủng long màu đỏ thôi và một chú khủng long màu xanh. Còn hai người thổ dân cầm cái thương này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ start cho chiến đấu các bạn ạ. Let's go. Chiến đấu nào. Ôi các bạn ơi. Yeah yeah, wow wow. Yeah. Mình đã, đội hình của mình nhanh chóng đã giành chiến thắng trận đầu tiên các bạn ạ. Yeah. Ok các bạn ơi, tiếp tục trận đấu thứ hai. Và đội hình bên kia đã có sự thay đổi, đã có hai chú khủng long to các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cùng kết hợp vào này. Đấy, mình cũng có hai chú khủng long to các bạn ơi. Rồi, ok. Để chú khủng long này lên trên, mình sẽ kết hợp một người thổ dân vào xem nào. Wow, được một người thổ dân cầm cung các bạn ơi. Rồi, ok, let's go. Ôi rồi, hai đội đang chiến đấu rất là căng thẳng. Và đội hình bên kia nhanh chóng đã bị hạ gục tiếp rồi các bạn ơi. Yeah. Rồi, let's go nào các bạn ơi, let's go. Xông phá lên. Yeah, yeah. Yeah. Rồi, đội hình bên kia lại bị thua rồi các bạn ạ. Rồi, trận đấu tiếp theo các bạn ơi. Yeah, nhìn đội hình bên kia có sự thay đổi rất là ghê gớm các bạn ơi. Bây giờ có 3 chú khủng long thôi. Wow, mình sẽ kết hợp hai người cầm cung này vào với nhau nhá. Rồi, mình đã kết hợp được một người cầm xìu các bạn ơi. Yeah, ok ok, để lên trên này. Vừa rồi, mình đã kết hợp hai người cầm cung lại và được một người cầm xìu các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho đi chiến đấu, let's go. Yeah, wow, ok, cầm xìu phi phi các bạn ơi. Yeah, yeah, yo, yo, cố lên. Yeah, victory tiếp tục dành cho mình. Ok, trận đấu tiếp theo nào. Bây giờ mình sẽ kết hợp hai chú khủng long to này vào với nhau các bạn nha. Yeah, nhìn nè, nhìn nè. Được một khủng long màu xanh siêu to rồi các bạn ơi. Yeah. Rồi, kết hợp hai chú này vào. Rồi, chú này đặt xuống dưới. Củng cố thêm. Nên. Nên khổ. Xong nên. Yeah, yeah, yeah. Các bạn ơi, ghê quá, ghê quá. Wow, cái ông cầm dìu kia phi rất là mạnh luôn. Và là gì thì chiến thắng dành cho mình tiếp theo các bạn ơi. Wow, wow, nhìn bên kia kia, nhìn bên kia kia các bạn ơi. Wow, wow. Có một chú khủng long màu tím nhiều, nhiều gai kinh khủng luôn các bạn ạ. Yeah, 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 yeah. Ghê đấy, ghê đấy. Rồi, mình sẽ đặt thế này đi. Đấy, kết hợp thêm. Rồi, lên, 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 lên. Rồi, 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 net go. Yeah, yeah, wow. Các bạn ơi, đội hình bên kia khỏe đấy, khỏe đấy. Nhưng anh em mình cố lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Yeah, anh em mình cố gắng và đã giành chiến thắng tiếp theo các bạn ơi. Ok, let go, tiếp tục nào. Xông phá lên, anh em ơi, chiến thắng đi, mạnh mẽ lên nào. Yeah, yeah. Nhưng chú khủng long của mình quá khỏe và quá mạnh luôn các bạn ạ. Yeah, liên tiếp giành chiến thắng các bạn ơi. Rồi, tiếp tục nào các bạn ơi. Đội hình bên kia liên tiếp đổi chiến thuật các bạn ạ. Nhưng mà vẫn chưa ăn thua với đội hình của mình. Đội hình của mình rất là khỏe luôn các bạn. À, bây giờ let go, tiếp tục nào. Kiểu gì đội hình của mình chẳng giành chiến thắng nữa các bạn ơi. Yeah, đấy chưa, đấy chưa. Wow, cố lên. Ha, cố lên, đừng. Cố lên, cố lên. Lần này bị thua các bạn ạ. Ok, ok, tiếp tục kết hợp nào. Lên. Mình cũng được một chú khủng long người toàn gai màu tím rồi. Ok, ok, giống bên kia rồi các bạn ơi. Nào. Let's go. Yeah, ghê quá các bạn ơi. Wow, lần này mà không thắng nữa thì đấy, dịch victory dành cho mình rồi. Wow, wow, wow. Các bạn ơi, đội hình bên kia kìa, có sự thay đổi cực kỳ là nguy hiểm và nghiêm trọng các bạn ạ. Có một chú khủng long siêu siêu to. Yeah, ghê đấy, ghê đấy. Ok, mình sẽ kết hợp cái này bạn. Rồi, lên. Kết hợp hai ông cầm dìu này vào với nhau này. Yeah, wow, được các bạn ơi. Được một người thổ dân cầm lọ luôn. Ghê không, ghê không. Let's go. Yeah, cố lên. Wow, 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 wow. Yeah, nhận lần này mình có thể giành chiến thắng không các bạn ơi. Yeah, cố lên, cố lên. Yeah, victory. Yeah. Ok, ok, tiếp tục nào. Let's go. Yeah, đội hình của mình đang mạnh các bạn. Vì thế mình sẽ không thay đổi cái gì hết. Wow, wow. Đấy, quá là mạnh luôn các bạn ơi. Yeah, yeah. Victory. Yeah. Nhìn kia, nhìn kia. Wow,
đội hình bên kia bây giờ có hai chú khủng long màu tím người toàn gai luôn. Mình phải củng cố thêm đội hình của mình các bạn ơi. Đấy, rồi. Let's go. Yeah. Wow, bên kia kìa có hai người cầm rìu kìa các bạn ơi, đang phi thế này này. Yeah, quên hết. Không cố được các bạn ơi. Yeah. Lại nha các bạn ơi, mình phải củng cố thêm đội hình nào. Ok, kết hợp vào. Lên. Rồi. Mình sẽ kết hợp hai chú khủng long màu tím này này. Wow, nhìn này. Được một khủng long ghê quá các bạn ơi. Yeah. Củng cố thêm. Rồi, lên. Tiếp tục nào. Lên. Ok. Rồi. Let's go. Yeah, nhìn kìa. Mùm. Victory. Ok, let's go. Yeah. Lại Victory. Rồi, đội hình lần này bên kia cũng đã nâng cấp được người cầm cung giống bên mình các bạn ơi. Ghê đấy. Rồi. Tiếp tục nào. Let's go, nhưng đội hình của mình rất là mạnh luôn, không sợ người như thế các bạn ơi. Người cầm cung thì làm sao? Người cầm nỏ này đã bị tiêu diệt rồi. Rồi, kết hợp tiếp nào các bạn ơi. Lên. Rồi, bây giờ mình sẽ kết hợp hai người cầm lỏ này các bạn ơi. Wow, được một người cầm lỏ màu vàng luôn các bạn ơi. Lỏ vàng này, wow. Đẹp quá, let's go. Wow, các bạn ơi nhìn này, bắn một phát 3 tên luôn. Wow, ghê quá luôn, lại victory. Rồi, cứ thế này mình sẽ cho đi chiến đấu các bạn ơi. Thấy chưa, let's go. Yeah, wow, pew. Yeah, một mình ba người của mình chấp ba người bên kia các bạn ơi. Quá là khỏe luôn. Ok, tiếp tục nào. Mình sẽ phải củng cố thêm đội hình nào. Đội hình bên kia kìa, có ba chú khủng long màu tím người toàn gai à, ghê đấy. Netco, liệu lần này mình còn có thể giành chiến thắng không? Yeah, cố lên. Yeah, một đánh ba. Một đánh ba và bên mình vẫn giành chiến thắng các bạn ạ. Yeah. Ok, đội hình bên kia có sự sắp xếp ghê đấy các bạn ơi. Rồi, let's go, lại chiến đấu tiếp. Kiểu gì đội mình bên mình chả thắng. Cố lên. Không các bạn ạ, lần này người cầm lọ của mình không thể gánh được các bạn, không thể chống đỡ được. Lại nha các bạn ơi, mình phải củng cố thêm đội hình này. Đấy, lên. Rồi. Let's go. Wow, cố lên. Yeah. Thôi, cố mạnh mẽ lên. Thôi, bắn đi. Các bạn ơi, xém tí nữa thì thắng rồi. Lại như các bạn ơi, mình phải củng cố thêm đội hình của mình. Nên, ok, tiếp tục. Nào, lần cấp lên. Nên, ok. Rồi, lên nào. Let's go. Yeah, liệu này mình có thể giành chiến thắng chưa các bạn ơi. Yeah, cố lên. Yeah, cố lên nào. Rồi. Wow, yeah, có một người nữa. Yeah, victory rồi. Yeah. Trời ơi, wow, nhìn kia. Đội hình bên kia. Wow, lần này chỉ có một chú khủng long thôi nhưng mà siêu to hơn cả đội hình của bên mình luôn các bạn ạ. Rồi, mình phải củng cố nào. Rồi, lên. Rồi, ok, tiếp tục nào, lên. Rồi, lên nào. Ok, let's go. Cố lên anh em ơi. Lần này, liệu mình có thể giành chiến thắng nữa không các bạn ơi. Wow. Yeah, victory tiếp tục. Yeah. Oh, các bạn ơi, vừa rồi mình đã kết hợp được những chú khủng long siêu to các bạn ạ. Và các bạn thấy video của mình hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.